Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hàng trăm người đề nghị thả nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vì lý do sức khỏe. Ngày 29 tháng Giêng, AFI tiếng Việt cho hay hơn 200 người ký kiến nghị thư đề nghị miễn trách đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. AFI cho biết ngày 27 tháng Giêng, cụ tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ đăng tải kiến nghị thư gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vì lý do sức khỏe. Theo đó, điều trị bệnh trầm cảm và bệnh ung thư cần có sự kết hợp giữa phát đồ điều trị của cơ sở y tế và liệu pháp tâm lý. Trong đó, liệu pháp tâm lý tốt nhất chính là tình yêu thương, sự chăm sóc của gia đình. Hơn 200 người, đã cả trong và ngoài nước, đã ký vào đơn kiến nghị nêu trên. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, bà Hạnh, người sáng lập quỹ 50.000, chuyên hỗ trợ cho những người hoạt động bị hiểm nguy, bị bắt tạm giam ngày 7 tháng 4 năm 2021 để điều tra với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Một năm sau, bà bị đưa đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương để buộc chữa bệnh trầm cảm mà bà đã mắc phải trước khi bị bắt. Đầu tháng Giêng năm 2024, bà lại bị phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung và đang được điều trị. AFA dẫn lời bà Huệ nói về lý do nhóm của bà viết thư. Việt Nam đang lên tiếng rất mạnh trong việc đảm bảo nhân quyền cho công dân, cũng như là tham gia vào các diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần khẩn cấp đình chỉ điều tra đối với chị Nguyễn Thúy Hạnh để chị chữa trị bệnh. Bà Huệ cho biết, việc thu thập chữ ký trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2024 và sau đó sẽ gửi đến kiến nghị qua đường bưu điện kèm các chữ ký đến các cơ quan chức năng liên quan. Và đây là hình nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh trước khi bị bắt. Vẫn theo AFA, một kiến nghị khác của câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng, nơi tập hợp những nhân sĩ, trí thức tên tuổi, đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo, hãy giao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt câu lạc bộ này khẳng định, nếu nhà cầm quyền làm như vậy, sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh. Bên cạnh đó, AFA cũng cho biết, văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội ngày 25 tháng Giêng gửi một kiến nghị độc lập tới các cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Thúy Hạnh, 61 tuổi, trong đó dẫn quy định tại Điều 2 của luật người cao tuổi năm 2009, bên cạnh các điều khoản nhân đạo khác của pháp luật Việt Nam và đây là hình vợ chồng bà hạnh tham gia một cuộc biểu tình kiến nghị nói đối với bà nguyễn thúy hạnh chúng tôi có mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng cần cân nhắc xem xét về trường hợp một phụ nữ cao tuổi đang mang trong mình nhiều bệnh tật bao gồm cả bệnh hiểm nghèo như trên thì rõ ràng là không còn và không có thể khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa và cần được áp dụng các quy định nhân đạo nhất đã được quy định tại bộ luật hình sự kiến nghị được đăng trên trang Facebook cá nhân của luật sư Nguyễn Hà Luân, người đứng đầu văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ngày 25 tháng Giêng, nhận được hàng trăm lượt thích và hàng chục lượt chia sẻ. Văn phòng này cũng đã ký hợp đồng trợ giúp pháp lý cho bà Hạnh. AFA cũng dẫn quan điểm của một luật sư nhân quyền ở Hà Nội cho biết, bà Hạnh hoàn toàn thuộc trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chiếu theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam ở cả khía cạnh pháp lý và nhân đạo. Tuy nhiên, ông không lạc quan về khả năng nhà chức trách sẽ áp dụng tinh thần nhân đạo trong trường hợp bà Hạnh và đánh giá hầu như có ít cơ hội. Tuy nhiên, theo luật sư này, các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng vẫn phải lên tiếng cho bà Hạnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hàng trăm người đề nghị thả nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vì lý do sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kế hoạch mới của Mỹ và phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine Ngày 27 tháng Giêng, Báo Tiếng Dân đăng bản dịch bài Kế hoạch chiến tranh của Mỹ đối với Ukraine không đề cập đến việc chiếm lại lãnh thổ đã mất đây là bài báo đăng trên một trang báo quốc tế lớn của bốn tác giả, bài dịch do dịch giả Cù Tuấn biên soạn. Theo bài báo, chính quyền Biden đang thực hiện một chiến lược dài hạn để hỗ trợ Kiev bất chấp sự bế tắc về tiền hỗ trợ tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, những kế hoạch đó không dự kiến Ukraine sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trước Nga vào năm 2024. Và đây là hình bài dịch trên báo Tiến Dân bài báo cho biết sau cuộc phản công thất bại ở Ukraine do các bãi mìn và chiến hào của Nga, chính quyền Biden đang đưa ra một chiến lược mới sẽ không nhấn mạnh đến việc giành lại lãnh thổ mà tập trung vào việc giúp Ukraine chống lại những bước tiến mới của Nga, trong khi hướng tới mục tiêu lâu dài là tăng cường khả năng chiến đấu và kinh tế. Đây là kế hoạch thay đổi lớn so với năm 2023, khi Mỹ hy vọng Ukraine nhanh chóng đẩy lùi quân Nga. Bài báo dẫn lời một quan chức cho biết, Ý tưởng mới này giúp Ukraine giữ vững vị trí của mình trên chiến trường nhưng đưa họ vào một quỹ đạo khác để Ukraine trở nên mạnh hơn nhiều vào cuối năm 2024 và đưa họ đi trên con đường bền vững hơn. Bài báo cho hay, kế hoạch của Mỹ là một phần trong nỗ lực đa phương của gần 30 quốc gia ủng hộ Ukraine, đồng thời thể hiện quyết tâm lâu dài để đấu với tổng thống Nga Putin. Mỗi bên đang chuẩn bị một tài liệu nêu rõ các cam kết cụ thể của mình kéo dài tới một thập kỷ trong tương lai. Và đây là hình Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhưng sự thành công của chiến lược này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Mỹ, cho đến nay là nhà tài trợ tiền bạc và thiết bị quân sự lớn nhất của Ukraine, đồng thời là quốc gia điều phối các nỗ lực đa phương. Tuy nhiên, bài báo cũng cho biết, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ dường như đang tìm cách từ chối mạnh hơn Việc tài trợ đã khiến cả các đồng minh phương Tây và Ukraine lo lắng. Bài báo dẫn phát biểu của ông Zelensky trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng: "Chúng tôi sẽ không tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đó là sự thật." Zelensky khẳng định Ukraine vẫn ở thế tấn công. Ông nói: "Các kế hoạch cho năm 2024 không chỉ mang tính chất phòng thủ. Chúng tôi muốn Ukraine giữ thế chủ động, chứ không phải là Nga Tuy nhiên, ông Zelensky nghi ngờ về mức độ tham vọng trong năm tới nếu không có sự rõ ràng về viện trợ của Mỹ. Vẫn theo bài báo, ngay cả những người tin rằng Ukraine cuối cùng có thể đánh bại Nga cũng thừa nhận rằng năm 2024 sẽ khó khăn và nguy hiểm. Tổng thống Latvia cho biết, có lẽ hầu như Ukraine sẽ không chiếm được những diện tích lãnh thổ lớn nào. Chiến lược duy nhất là đưa càng nhiều người càng tốt đến Ukraine để giúp họ trước hết bảo vệ các thành phố của mình và thứ hai là giúp họ không để mất đất. Và đây là hình Tổng thống Nga Putin kẻ phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Bài báo dẫn lời một chỉ huy người Ukraine ở khu vực phía đông Donetsk cho biết, những người lính bình thường không quan tâm lắm đến chính trị Ukraine và chính trị nước ngoài. Nhưng khi các bạn tự cảm thấy rằng như vậy là chưa đủ, như hiện nay với sự thiếu thốn của đạn dược, súng cối, đạn pháo thì điều đó ngay lập tức gây ra lo lắng. Bạn có thể sẵn sàng chiến đấu, nhưng bạn phải có thứ gì đó để chiến đấu. Bài báo cho rằng, một khó khăn nữa cho Kyiv là khả năng ông Trump sẽ giành lại chức tổng thống vào tháng 11 và thu hồi lại sự ủng hộ chính quyền Kyiv. Ông Trump, người từ lâu đã ca ngợi mối quan hệ đặc biệt với Putin, nhiều tháng trước đã nói rằng, nếu ông được trở lại tòa Bạch Ốc, ông sẽ giải quyết cuộc chiến này trong một ngày chỉ trong 24 giờ. Ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn truyền hình tuần trước đã gọi tuyên bố đó là rất nguy hiểm và đã mời ông Trump đến Kiev để chia sẻ các kế hoạch mà ông có thể có. Mặt khác, các chính sách ủng hộ Ukraine luôn tiềm ẩn rủi ro nếu người Ukraine bắt đầu đổ lỗi cho chính phủ của họ về tình trạng trì trệ ở mặt trận. Tương tự, sự kiên nhẫn của công dân các nước phương Tây đối với việc tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine không phải là vô hạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kế hoạch mới của Mỹ và phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.